Một số người cho rằng để bảo quản thực phẩm thì chỉ cần cho vào tủ lạnh là có thể lưu trữ được trong nhiều ngày. Hôm qua mình ăn xong á, em bảo quản thức ăn này bằng cách nào? Dạ, em lấy hai cái nồi với tủ lạnh. Rồi hôm nay lấy từ tủ lạnh ra hâm lên ăn. Dạ đúng rồi. Bảo quản thực phẩm không đúng cách có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe của người sử dụng. Anh biết là em nấu ăn ngon rồi, nhưng bảo quản thức ăn như vậy là không có đúng cách. Là sao? Đồ ăn mà em bỏ vào tủ lạnh rồi, em muốn ăn thì em đem ra em ăn, xong em bỏ vô tủ lạnh lại. Như vậy đồ ăn sẽ dễ bị nhiễm khuẩn, dễ bị hư nữa. Cần lưu ý những điều gì để có thể bảo vệ thực phẩm đúng cách? Những vấn đề này sẽ được bàn luận cụ thể qua cuộc trò chuyện giữa bác sĩ Nguyễn Thị Sơn và diễn viên Tuyền Mập. Thì thức ăn mà khi chúng ta nấu rồi mà chúng ta để trong tủ á, mà thì chúng ta chỉ sử dụng được trong 1 đến 2 ngày thôi. Bạn khỏe không? 19h35 phút thứ hai ngày 8 tháng 5 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị đón xem.